Rồi chào quý vị và các bạn. Thì nhạc nền nó đánh rộn rã như là quá tuyệt vời quý vị ha. Dola Ramsa bass 30cm chép kèn, nội thất rất là gấu luôn quý vị, ghép với con ly Boston BA10902 là mã. Thì em cũng xin báo luôn, dàn hát karaoke này thì có mức giá là dưới 15 triệu đồng quý vị. Con âm ly 3 triệu Miro này là em bán một cây 750, bãi da băng heo vị, dây zin theo luôn ha, dây là hiệu của Tung Chai luôn ha. Thì và đô la có giá 10 triệu đồng, thì cả bộ thì với mức giá 13.750.000 đồng thì quý vị có thể sở hữu được một bộ dàn hát karaoke hàng xịn, chất âm vô cùng tuyệt vời ha. Tiếng mít 1 2 3 4, alo 1 2 3 4, alo. Tiếng mít rất là mộc. Bây giờ em sẽ ghép mít, nhạc và mít rồi. Một, hai, ba, bốn, alo. Bằng lòng đi em về nơi quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mơn mông. Bằng lòng đi em anh đó qua cầu, em chỉ test một đoạn nha quý vị. Thì Dola Ramsa bass 30 này thì quý vị có cái thiết kế rất là độc đáo và rất là đẹp luôn ha. Đấy, tiếng rất là sáng, rất là hay. AT200 nha, về dòng AT thì nó đẳng cấp hơn cái dòng A kia nhiều. Đấy, công suất 300W mỗi loa. Công suất 300W mỗi loa. Thì Dola này của hãng Panasonic nha, mặc dù được lắp ráp ở China nhưng mà là của hãng Ramsa Panasonic xịn nha quý vị. Đây, đóng Ramsa hết ha, hàng xịn hết nha. Những dòng sau này thì hiệu suất nó rất là cao nha quý vị. Đấy, quý vị hát khoảng 30-40 mét vuông thoải mái nha. Đấy, công suất 300W Ramsa, thiết kế rất là đẹp, thùng rất là đẹp luôn ha. Đấy, bãi xịn và nguyên zin, nguyên bản 100%. Thì dòng này quý vị hát hò karaoke thoải mái rồi. Thì cả bộ dàn này với mức giá là 13.750.000 đồng thì quý vị hát hò vi vu thoải mái, quý vị thầm 30-40 mét vuông hát thoải mái, không cần súp gì hết, đánh rất là hay. Đấy, xịn sò luôn ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.